Xin chào, tôi là người yêu của bạn. Mày điêu, tao làm gì có người yêu? Đừng lo, tôi là APX1867 hay còn gọi là Chloe. Tôi được sinh ra để bên bạn suốt đời. Trồng chuối lắc mông đây. Yêu cầu vượt quá khả năng cho phép. Trong một cốc nước có bao nhiêu phân tử nước? Yêu cầu vượt quá cho hàm số y bằng fx với x là biến số, hỏi em bao lâu thì biến mất. Đừng lo, tôi là APX. I non, ngầu. Bùng điên. Năm 2038, con người dần phụ thuộc vào máy móc. Các công việc dần bị thay thế bởi các Android vì chúng không biết ốm đau và mệt mỏi. Cyberlife vì một tương lai thoái hóa của con người. Đây là Android RK800 hay được gọi là Connor. Anh là một Android cảnh sát, hỗ trợ điều tra, có mặt ở đây để nghịch bể cá. Gia đình này đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng chưa rõ thủ phạm. Theo điều tra ban đầu, bà mẹ khóc hết nước mắt, chứng tỏ hiện tại bà rất khát nước. Theo lời của đội trưởng Alan thì... Dựa vào khả năng dựng hiện trường giả bằng AI, Connor nhận ra ông bố đã bị bán chết bởi một Android. Với hung khí là một khẩu súng, nạn nhân thứ hai là một viên cảnh sát. Ông ấy có đôi mắt buồn ngủ. Theo tiên đề Euclid, anh suy luận ra được khẩu súng ở dưới gầm bàn. Vụ án xảy ra khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm tối. Điều đó có nghĩa là hung thủ đang ở ngoài tầng thượng. Máu ở đây có bị sàn nhà. Lần theo vệt máu quả nhiên là ra sân thượng. Tình hình đang rất nguy hiểm khi con tin có trong tay hung thủ. Này, Danny, cậu chưa kéo khóa quần. Biết tên tao không làm chúng ta thân thiết hơn đầu. Thân thiết à? Ý cậu là khỉ sắt á? Mày bước một bước nữa thì... Thì cậu định lùi à? Cậu hãy nghe tôi, bỏ súng xuống sẽ không ai bị thương cả. Ở một nơi không gần đó, chi nhánh Cyberlife, một người đàn ông trung niên đến đòi cô robot mới bảo trì của mình. Cô ấy tên là gì? My name is Kara. Kara lên xe của chủ mình với đôi mắt buồn bã. Có lẽ cô suy nghĩ về việc bao giờ mình sẽ được bảo trì tiếp. Tạm rời xa khu vực giao thông thuận lợi, tại một cái cây nhìn rất mùa thu. Đây là Marcus, anh đang trên đường đi lấy sơn. Nhưng nếu chỉ có vậy, tôi đã không nhắc đến anh ta. Có một người đàn ông ở quảng trường đang trình bày một bài diễn văn, không phải để bảo vệ một con sao la nào sắp tuyệt chủng, mà là chính loài người. Trước sự phát triển vượt bậc của Android, chỉ cái điếu, tôi chỉ là Android Oxin thôi. Marcus đã làm tròn bổn phận Oxin của mình, cộng một sơn cho ông chủ. Tiền trong tài khoản bị trừ thông qua cái hình tròn nhỏ xíu trên thái dương của anh, thật là vi diệu. Trên đường trở về nhà, anh gặp hội anti-Android, vì anh mà chúng thất nghiệp. May có viên cảnh sát chưa thất nghiệp xuất hiện, khiến tình hình trị an được đảm bảo. Trong lúc đợi Marcus trên xe bus mang sơn về cho chủ, thì Kara đã về đến nhà. Chủ cô có vẻ... giản dị. Kara nhanh chóng bước vào công việc dọn dẹp nhà cửa, cho chó ăn chè. Chủ cô có một đứa con gái tên là Alice. Trong lúc giặt đồ, Kara phát hiện bên trong bột giặt có đá. Đá sướng. Chủ nhân của đống đá bóc cổ cô vì sợ cô sướng mảnh. Xong hết nhiệm vụ Oxin, Kara sang nói tiếng Anh với Alice. Con bé không biết tiếng Anh. Cháu có nhà lều đẹp quá Alice. Con bé vẫn không biết tiếng Anh. Sự tò mò không có trong miêu tả công việc giúp Kara biết được một bí mật. Cô nhận ra mình không hề bị xe tông hỏng mà là bị chủ bẻ tay. Lão không chừa khi còn gây sự với Alice. Xong bỗng lại quỳ xuống xin lỗi nhỏ. Chắc tác dụng phụ của đá sướng. Cách đó vài tiếng đi xích lô, Marcus cũng đã trở về nhà. Đó là một căn nhà chẳng thể so sánh được với nhà Todd, chủ của Kara. Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui? Ôi không, vàng anh máy. Dọn nhà dọn cửa, Marcus nhanh chóng đi gặp ông chủ của mình. Chói con ơi. Đó là Carl, một người đàn ông cần Marcus phải bế đi tắm. Ông là một người đàn ông cô đơn, chiêm nghiệm ra nhiều điều ở cuộc sống. Ông nói với Marcus về triết học phương Tây. Điều đó không khiến Marcus dọn nhà nhanh hơn, nhưng giúp anh biết được ông ủng hộ Android. Ở với Carl, Marcus có vẻ như tiến hóa lắm. Anh đọc sách, vẽ tranh, bị đấm. À đâu, con ruột ghen tị với Android tí. Lúc này Connor đang làm gì nhỉ? Anh tìm Hank. Không phải một cô gái nào đâu, mà là trung úy cấp trên của anh. Không phải chú này. Tai ông này quá to, không phải. Tai ông này bé quá, không phải. Thì ra Hank đang say khướt. Connor trao cho Hank những lời yêu thương về. Thêm một ly cho quý ông ngón tay này, làm ơn. Điều đó đủ để Hank cùng Connor đến hiện trường vụ án. Ngồi yên đây. Vâng, thưa ông. Muội ông cháu. Đây là một vụ án sát nhân nghiêm trọng. Theo dấu hiệu điều tra ban đầu thì nạn nhân có sử dụng đá sướng. Ở trong bếp thiếu một con dao. Trên gậy bóng chày rơi trên sàn có dấu vân tay của nạn nhân. Đầu gậy bị hư hại do tác động vật lý. Trên ghế cũng có dấu vân tay của nạn nhân. Trên tường có những dòng chữ nguệch ngoạc RA9 gì đó. Mọi việc bắt đầu từ trong bếp. Nạn nhân đã dùng gậy bóng chày tấn công Android của mình. Trong nỗ lực phản kháng, nó đã lấy một con dao trong bếp. Ban đầu chỉ là tự vệ, nhưng sau đó hành động dần trở nên mất kiểm soát, đâm nạn nhân rất nhiều nhát dẫn đến tử vong. Con Android đã bị thương nặng ở tay bởi gậy bóng chày nên không thể đi xa được. Lần theo vết máu xanh thì ta da. Một Android đang bị thương ở đầu đầy hoảng sợ xuất hiện. Im lặng
được không? Nó ở đây Trung úy ơi. Nhưng buổi tối đó chẳng sóng gió với mình Connor. Todd mất việc bởi Android, giờ mất tiền thuê Android, quá tăng cuộc sống. Cà khịa sang cả con gái vì Android chả phản kháng. Ổng hành hung con bé như cách từng tát yêu vợ mình. Kara bị yêu cầu đứng yên không tham gia vào cuộc họp gia đình. Nhưng cô bị phần mềm thứ ba can thiệp nên hống có nghe lệnh. Cô toàn chạy trốn với Alice vì đây không phải xứ thần tiên. Todd vừa đi đái, đứng trước nguy cơ mất cả con lẫn Oisin. Chúng quá nhanh nhẹn và hoạt bát, gia đình trừ hai thành viên. Tại một nơi xa xa không phải là nước Nga, Marcus đẩy ông chủ về nhà với một bất ngờ nho nhỏ. Ta-da! Nhà có trộm, kẻ trộm là con trai của chính ông. Ôi, gia quyến. Y quay bố mình như diễn viên ba lê, rồi cho Marcus ăn cái bánh vả. Tuy được lệnh biến thành tượng, nhưng có vẻ như Marcus cũng dùng phần mềm thứ ba. Anh không còn là tượng nữa khi thấy Carl lăn đùng ra. Tôi không rõ cấu tạo của anh ta, nhưng thứ kia có vẻ là nước mắt. Nghe bố, gặp phải thằng Liêu rồi. Oxy ngừng lưu thông trong khí quản của vị họa sĩ tài hoa. Cảnh sát ập tới và nổ súng ngay với thứ không có nội tạng. Ở đồn công an, Hanh hỏi đáp với Android sát nhân mãi mà chẳng ra. Connor sẽ làm việc khó vậy. Android này có nguy cơ phát nổ nếu bị tra hỏi quá căng thẳng. Anh có gia đình không? Gia đình là family. Sẽ luôn có phòng cho gia đình, kẻ sát nhân không chịu nổi và khai tùm lum. Ngoài những việc chúng ta đã biết thì hắn nhắc về RA9. Thao thao bất tuyệt về nó, sẽ cứu toàn bộ các Android. Cảm thấy cạn lời với thằng cu cuồng tín, Connor rời khỏi phòng để các đồng chí khác vào luân chuyển phạm nhân. Mấy anh mạnh tay quá sợ cu nó nổ. Cuối cùng hai người dí súng vào nhau vì việc cãi nhau rằng nó có nổ không. Vui tính. Lúc này Kara và Alice đã tới xứ sở thần tiên. Phong hàn luồn lách khắp cơ thể cháu bé, thế nên là phải đi ăn cắp thôi. Đùa thế. Cả hai tìm được một ngôi nhà bỏ hoang không có ai ở. Nhà có ma không? Có. Một con ma tên Raph. Raph dẫn mọi người vào nhà ngủ cho qua đêm lạnh rét mướt. Ơi ngủ. Ở bãi rác thành công, Marcus đã trở thành mác cụt và phế toàn bộ võ công. Tìm được cái chân, anh lắp chân. Lại là lắp chân. Ca sĩ ùa ra ôm anh thật đáng sợ. Anh lắp mắt, anh lắp tai, anh lắp Tony Stark. Tháo vi mạch ở thái dương để không ai biết anh là robot. Bước đi rất hào hùng như được tái sinh. Tại vườn bách thú, Connor gặp Amanda, một AI được tạo ra để quản lý chính anh. Bà muốn anh tìm hiểu về các android biến chất, hay còn gọi là Deviant. Hết lời, anh có thể cúc. Anh cúc đến đồn công an gặp Hank. Connor bị đấm vì ra kéo. Bỏ qua vụ oản tù tì đó thì vài lời với tên sát nhân nọ cũng chẳng moi được thêm gì. Hắn luyện thiết đầu công rồi lăn ra ngất. Connor về bàn làm việc và tán tỉnh Hank. Anh nói về âm nhạc, bóng rổ và chó, toàn thứ sếp thích. Quay lại với công việc thì trên màn hình của Connor xuất hiện vụ án về Kara. Sau đó anh lại tán Hank. Ánh mắt đó không hề đơn giản. Thôi được rồi, BD quá, họ chính thức có manh mối về Kara. Ở nơi phương xa ấy, Kara có biết chăng mà cô chuẩn bị đánh răng. Có vẻ như cũng giống Marcus, cô muốn giấu nhân dạng của mình. Định hưởng tí nước tắm thì ở trong bồn của xác ướp. Bên dưới, Hanh và tình nhân đã có mặt ở đây từ bao giờ. Bên trong, Raph vẫn cầm con dao từ đêm qua. Và nay thêm con chuột, hắn định cúc cho cả nhà vì hắn ấm áp. Tranh thủ lúc cúc, Kara hỏi về xác ướp nằm ở phòng tắm. Raph thừa nhận mình. Chả bằng công an tới rồi. Connor bước vào nhà nhưng Kara đã lẩn như chạch. Ồ, đứng lại. Kara và Alice lao ra đường cao tốc. Connor hơi shock, đứng nhìn cặp đôi làm điều ngu ngốc. Họ chạy thoát được sang bên kia đường trước sự sững sờ của anh em nhà Hank. Trên một chiếc xe bus, Marcus xuống núi thu phục hiền tài. Theo các manh mối nhìn rất manh mối, anh rơi mọe xuống vực. Trong nơi tầng hầm tối tăm, anh phát hiện ra đồng loại. Chào mừng đến với đóm family. Connor chắc phải là vận động viên điền kinh. Anh bắc cua từ thành phố đến đồng lúa để bắt tội phạm. Hự, víu, anh chàng thoát vị. Gần bắt được thì nó đẩy Hank ngã ngã làm Connor phải cứu. Hank vô cùng cảm kích vì Connor đã cảm động. Chúc mừng. Lần thứ hai vụt mất tội phạm, Marcus bắt đầu khám phá ra đây không phải là đóm family mà là Jericho. Nơi đây toàn các Deviant, họ giống anh. À đâu, trừ cô này, Lucy, cô trị thương cho anh. Mời anh nước, cầm tay anh nhanh thế nhỉ. Marcus quay trở lại giữa sảnh và lên kế hoạch đột nhập Cyberline để lấy những nguyên liệu dự phòng. Kẻ có người không rồi cuối cùng cũng quyết định thử một phen. Kara lúc này không trốn dung thân. Trước mặt cô là một ngôi nhà có vẻ người tốt ở. Chủ nhà là John Wick thừa cân. Ổng có một quản gia tên Luther. Mọi người bắt đầu trò chuyện. Thì ra John Wick béo nổi tiếng về việc có thể giúp các Deviant. Ổng gợi ý hai mẹ con sang Canada, nơi mà con người vẫn dùng iPhone 4 không biết Android là gì. Nhưng ông đề xuất trước tiên phải để ông tháo bộ định vị trong người Kara đã. Như vậy họ mới thật sự an toàn. Cùng xuống tầng hầm để phẫu thuật nào. Kara không khỏi lo lắng khi bước lên bàn mổ. Khi cô nhận ra tất cả chỉ là màn kịch thì đã quá muộn. Kara bị reset để làm nô lệ cho hắn ta. Với bản năng của một Android từng bị reset nhiều lần, Kara đã thoát khỏi mấy cái kẹp máy. Thì ra đã có nhiều nạn nhân giống cô quanh đây. Cô giải thoát họ.
Sau đó vòng lên nhà tìm Alice và tẩu thoát. Họ chạy thoát được khỏi ngôi nhà, nhưng đó là với sự giúp đỡ của Luther. Connor tiếp tục báo cáo về Devian cho Amanda, rồi đến nhà Hank lôi đầu ông đi làm án. Gọi mãi mà chẳng thấy chủ thưa, chó kêu. Connor đập cửa sổ thấy sếp đang nằm sàn nhà, há hốc mồm. Anh đánh thức sếp bằng phương pháp cổ truyền. Hai người... Có một người toi mạng ở câu lạc bộ thoát y dưới phố. Trong lúc chờ Hank thay Sammy, Connor phát hiện ra ông đã mất con trai. Trong thời điểm đó, đội quân Marcus cũng đã tiếp cận nhà kho của Cyberlife. Anh đồng hóa những người nhựa còn chưa được kích hoạt. Một Android bảo vệ bán đứng con người khai thêm nơi để ăn cắp vật liệu. Đó là một chiếc xe tải chứa phun nguyên liệu của Android. Marcus về Jericho đọc bản tuyên ngôn của mình. Hú hú khẹt khẹt. Cuối cùng thì Connor và sếp cũng đã xuất hiện ở Aiden Club. Ở đây có nhiều thứ để phân tích. Nạn nhân là một người đàn ông đang hoan lạc truy xăm thì đi. Điều tra ban đầu, nạn nhân bị thắt ống khí quản, tức là bóp cổ ấy. Manh mối tiếp theo là một Android đã bị ngưng hoạt động vì hư hại. Điều cần làm là tái kích hoạt để xem ký ức của cô ta. Khi tỉnh giấc, cô ta vô cùng hoảng loạn, lời khai bập bẹ và lòi ra còn một cô gái Android nữa. Connor đành đi xung quanh phân tích các cô gái nơi đây vì bé kia lại tắt nguồn rồi. Và điều cần làm lúc này là thuê ngay thử cô này. Hank, thuê cho em đi. Truy cập vào ký ức của em bán hoa. Connor thấy được em bán hoa ban nãy từng đi đâu. Cứ thế anh truy cập vào vô số cô ẻm để truy vết gái tóc xanh. Các dấu vết đưa họ tới nhà kho và... Cuộc giằng co giữa người mặc quần và không nổ ra. Thật không biết phải cổ vũ bên nào. Đánh nhau cái kiểu gì thế này? Hay là thay người Connor ấy? Dù có hai súng nhưng anh cuối cùng lại thất thế trước hai người đẹp. Ái rồi. Mối tình ướt át của họ khiến Connor và Hank để họ đi. Marcus đang có mặt ở một đài truyền hình. Anh dễ dàng thao túng các Android để lên trên, cải trang thành bảo vệ để tránh sự chú ý. Họ ra ngoài cửa kính rồi khỉ leo dây lên phòng điều khiển bên trên. Marcus và đồng bọn đã chiếm được trung tâm điều khiển, sẵn sàng cho bài diễn văn 11 trang. Anh nói: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Lính vũ trang ập vào với một loạt đạn đồng ý quan điểm. Đội Marcus mất một người và nhảy dù chạy trốn. Đại chúng thể hiện sự đồng tình cho cộng đồng Android. Connor và Hank sau đó cũng đã có mặt ở hiện trường. Trong lúc điều tra, Connor bị một Deviant tấn công đến hư hại nặng, lắp lại tim, ảnh lại điền kinh. Pằng pằng pằng, Connor 1, đồng loại 0. Kara cuối cùng cũng tìm được những người có thể giúp họ. Mẹ con họ cãi nhau về việc giúp Android thì... Thằng nào quá biến. Marcus đâm đổ một cửa hàng Android để kết nạp thêm quân đội và gửi một thông điệp đến với loài người. Đó là sự nhân từ mà đôi khi họ quên mất. Hank và Connor lúc này đã tìm được đến nhà của ông tổ Android. Đó chính là quý ông Kamsky. Ông nói đủ thứ triết lý, nhưng nó dần chứng minh ông đứng sau thuật ngữ RA9. Tình cảm của Marcus với Nod có bước tiến lớn. Khi cô thì biết anh làm lại từ bãi rác, còn anh thì biết cô làm gái. Thủ lĩnh Marcus tiếp tục với nhiệm vụ thu phục thêm Android. Quy mô cuộc đồng hóa ngày càng rộng. Họ cứ thế diễu hành cho đến khi gặp phải thằng liều. À không, hắn không liều. Lực lượng vũ trang tấn công cảnh cáo đoàn Android biểu tình. Marcus quyết định bước lên. Anh được ban một viên kẹo nhưng không tử. Android bảo vệ lao vào cuộc chiến để cứu Marcus. Marcus được cứu sống. Và cuộc biểu tình kết thúc như thế đấy. Connor và Hank bị loại khỏi án Android. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Connor sẽ bị phá hủy vì nhiệm vụ của anh đã hết. Với sự giúp đỡ của Hank, Connor vào phòng lưu trữ bằng chứng và tìm được Jericho. Bất ngờ, kẻ muốn giết anh nhất xuất hiện. Hai người đầu võ vinh xuông vì súng đã rơi. Y nằm nghỉ thôi, chỉ là nghỉ thôi. Hiện tại Kara cũng đã tới được Jericho với giấc mơ xuất ngoại. Và có một người cũng thế. Cậu nhìn có vẻ lạc mất lối. Kara lần đầu gặp Marcus, cô nói về tóc anh, về việc cô muốn sang Canada học quản trị kinh doanh. Nhưng có lẽ đợi mọi việc lắng xuống đã, chứ giờ đang hơi căng. Kara còn phát hiện ra một sự thật, đó là Alice thật ra cũng là một Android, nhưng điều đó không thay đổi tình cảm của cô. Marcus cuối cùng cũng đã có chiến lược cho... À... Ngày mai, Connor giương súng vào Marcus với vài lời của tín bịp. Marcus biến Connor thành Deviant. Chạy nhanh thôi anh, trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn. Con người đã cập bến Jericho. Kara lại chạy như cách cả đời cô làm vậy. Ôi không, Luther, không. Cứu lấy bản thân mình đi Kara. Ai cho phép anh chết chứ? Lần đầu tiên trong đời Kara chống trả, cô làm ngay một mạng. Marcus lúc này cũng đã giải thoát được cho rất nhiều thần dân. Kara giả chết và sống sót thành công rời khỏi đây. Marcus cho nổ tung nơi này vì nó không còn an toàn nữa. Họ kìm nhảy xuống biển trước khi mọi thứ nổ tung. Marcus thăm mộ cha trong sự rối bời tâm trí. Nhìn đi mợ. Marcus đứng giữa trụ sở, đọc bản tuyên ngôn. Kiên quyết chiến đấu bằng hòa bình đến hơi thở cuối cùng, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng mọi Android đều phải được trao trả lại cho chính phủ và xử lý. Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi để bảo vệ an ninh quốc gia. Connor đột nhập thành công vào kho của Cyberlife. Kara thành công đến nước biên giới, còn Marcus bước vào cuộc chiến sống còn với giống loài của mình. Họ ngồi thiền trước những họng súng của loài người. Các tay truyền thông cũng chụp ảnh lia lịa. Connor đang tuyển thêm quân thì bị chặn lại bởi chính mình. Tại biên giới, Kara gặp lại Todd. Ông ta đòi lại con gái của mình, nhưng Alice chỉ là một sản phẩm thay thế để ông có thể quên đi nỗi đau của bản thân. Cha ơi! Kara nhìn lại nơi này lần cuối trước khi ra đi. Tại trung tâm thành phố,
Marcus và mọi người đang xây dựng những tuyến phòng thủ, thủ công. Anh tiếp tục gửi thông điệp đến loài người một cách đanh thép. Đại diện của hai loài bước lên trò chuyện. Viên cảnh sát khá lòng vòng nhưng đại khái là kêu Marcus trốn đi sẽ được tha. Có cái biểu chửi này. Ở nhà kho, Connor đang đánh nhau với chính anh. Hank đứng trước bài toán khó khi trước mặt ông là hai Connor. Sáng tao ăn gì? Xôi. Bùm. Mỹ đéo ăn xôi, ngào. Connor tiếp tục đồng hóa cả nhà kho. Anh là BD. Kara đã đến được sân bay. Cô bật khóc vì nhà vệ sinh không có vòi xịt đít. Và cả là gặp lại ân nhân cứu mạng nữa. Họ thành công bước sang Canada, bắt đầu cuộc sống mới. Đó cũng là lúc cuộc chiến của Marcus đang căng thẳng nhất. Giơ tay lên. Mọi người đã bị bắt giơ tay. Trong cơn bĩ cực, Marcus quyết định hôn người anh yêu. Cơm chó đã làm Tổng thống Mỹ dừng tay. Bye. Tổng thống tuyên bố công nhận Android là một giống loài có quyền con người. Chúa phù hộ nước Mỹ. Hết. Connor và Marcus gặp nhau trong niềm hân hoan. Sự đấu tranh của họ cuối cùng cũng có quả ngọt quả chua. Họ đứng nghe Marcus phát biểu. Trong trời tuyết lạnh sun vòi, một cái kết đẹp khi không ai phải chết. Tôi là Châu Ấy Linh. Đừng quên đăng ký cho mì tôm hay trứng và mua tí Lego. Còn bây giờ thì... See ya!